Ok anh em, tiếp tục hôm nay là mình vệ sinh anh em, vệ sinh ống chì mình sơn lại luôn à. Con Eto unix hàm 75, một sản phẩm hiếm hàng nha anh em, hiếm hàng ha, mới đi về luôn à. Hàm 75 em, nó hàm nó còn cực kỳ đẹp nè mọi người. Mà nước sơn này là nước sơn ở bển nó đã sơn lại rồi, nó thường thường nó màu xanh anh em ha. Đó. Hàm 75 giờ để mình vệ sinh, mình sơn phết lại ha anh em. Rồi ok ha, rồi bây giờ sụt nhẹ trước đi ha. Ừ, cũng còn bóng luôn, mà cái màu này là màu không phải màu riêng đó mọi người, không phải màu riêng đó. Màu nó là phải là màu xanh zin, còn màu này là bản bản ấy đã sơn lại rồi. Đẹp đẹp quá, ốc tán đầy đủ hả nè. Mình chỉ là tay ngang thôi nha anh em, thậm chí là tay xui luôn ha, mình không có chuyên nghiệp hết anh em, mình chỉ là giải trí thôi chứ không phải là chuyên nghiệp nha anh em. Anh em thầy thợ thông cảm bỏ qua cho mình ha. Mình chỉ làm vui vẻ vui chơi thôi. Rồi ra muỗng chai tẩy sơn. Đây mọi người, muỗng chai tẩy sơn đó. Cái này cẩn thận nha anh em, cái này mở nắp đồ ra tất cả đều cẩn thận nha, để bao tay vô nha mọi người. Cái này mà nó dính vô người là phỏng á. Rồi cứ thế là quét lên thôi. Cái này là mà dính vô người là phỏng liền nha anh em, làm cẩn thận mấy này. Mà khi mà đã quét lên rồi đó mà lấy đồ chà nó là cũng phải cẩn thận nha anh em, nó cũng nó vẫn phỏng như thường đó mọi người. Làm kỹ kỹ chút ha. Màu sơn nó là phải màu xanh riêu. Em này đầy đủ đồ anh em, chặn đồng tiền đồ đầy đủ hết. Hàm 100, hàm 125, 150 thì nhiều mọi người. Còn riêng cái hàm 75 này nó cực kỳ hiếm. Mà em này thật sự là còn quá đẹp đi, rất đẹp. Bông ra này mọi người, mình chà cũng vậy nữa, mình chà nó là mình cũng phải chà kỹ kỹ nha anh em, để là nó văng vô tay nó cũng phỏng nữa mọi người ơi ha. Làm này kỹ kỹ chà, mình chà xuống, chà xuống, đừng có chà đi chà lại cho nó rớt xuống dưới, đừng có văng vô người phỏng nha anh em.
Đó. Ha, ra để làng ngọt ngào dễ dàng ha nè. Ngọt đen đẹp quá ha. Cái bụi này, cái bụi cái sơn này mà nó vô tay nó hỏng mọi người ha, cẩn thận nha anh em. Này là chỉ có là thợ vườn nha anh em, thợ tay ngang tay xuôi ha, tay lệch chứ không phải là chuyên nghiệp nha anh em, thông cảm ha, đừng gmail tiêu cực anh em. Này là mình chỉ là trò chơi của mình thôi ha. Đó, mới có nước thấy cũng sạch rồi ha, quất thêm nước ở đây cho thêm tí nước béo luôn ha. Rồi lật qua cánh gà bên đây tiếp tục. Có chữ nhật ha anh em. Ngày chút nữa mình qua trà cước là nó đi hết luôn nè, sạch bông luôn ha. Đó. Trà xui ở đây mà được trà tới trà lui như này, trà tới dễ dàng cho người nha mọi người, làm kỹ lưỡng ha. Này không hay ho gì, mình đã bị phỏng mình biết thôi chứ không hay ho gì hết nè. Bảy mươi phần trăm rồi mọi người, lẻ ha, tốc hành ha. Vậy thôi, đơn giản với đang giỡn vậy, nhẹ nhàng đưa nàng đi học. Đẹp quá mọi người, trông đẹp quá. Chút lên là tháo ra là đưa qua cước đánh thôi. Hàm 75 thì đưa lên máy đánh là nhẹ nhàng, cũng là nhẹ nhàng như đưa nàng đi học luôn. Rồi cái này muốn chắc ăn nữa thì mình làm gì luôn.
Là không sợ gian như người luôn anh em. Ok. Thấy trò chơi thôi mà. Đúng không anh em? Trò chơi thôi giống cái gì chứ. Mấy này mà nó dính về chút là đưa vô cước nó đi hết rồi mọi người. Nó có quá chất rồi đó. Đưa vô cước là nhẹ là đi hết. Ok. Không. Xong, let's go. Rồi nè, bây giờ tháo ra thôi. Đây tháo ra thôi. Có nước vô nó mình không sợ nó bị phỏng nha nè, không? Em này còn cái chặn hình cái ốc chặn như này. Quá đẹp luôn em. Không anh. Không anh. Em đã thấy rồi anh. Chữ là anh. Vệ sinh hả anh ơi? Nó hai cái nào cũng sai anh. Nè tô.
quá đẹp luôn em. Không mà thật sự ra mình mở bao nhiêu cái eto rồi mình không thấy cái chùm chích me nào mà nó bị mòn vậy anh em ơi. Mình chưa thấy, chứ không biết là không có hay không, mình biết mình chưa thấy. Chân đẹp hả mọi người ha, đẹp. Đáng để vệ sinh sơn lại. Ốc nào mình cũng mở được mà riêng ốc hàm là mình ngại mở anh em ha. Ốc hàm là mình ngại mở. Ốc hàm nhiều khi bốn con, hai hàm nó bốn ốc, nhiều khi mở được ba con, còn con mở không được buộc lòng phải gắn vô hai con kia, chứ mình không có khoan anh em ơi. Mình không có không có khoan, không có ta rô răng lại được anh em ha. Mình thợ giường mà, thông cảm nha. Cái gì mà mở không được hết, điên đó là mở không được. Con này sơn lại luôn em ơi, à, sơn lại luôn. Đẹp quá, liền lạc quá. Tuyệt vời. Ok. Rồi này để giờ mà trước mắt để mình nó bóng lên cái nhanh anh nha anh em. Ok anh em. Sau khi vệ sinh lên rồi nè anh em. Ha. Còn số 10 luôn anh em. Trụ cốt tròn dày cộm luôn mọi người. Để quay qua bên sáng nha nè. Này hơi tối ha. Ok. Đẹp anh em, này mình không có chùi,
này mình để nguyên xì thôi. Chụp chích nè, không có cái răng nào gọi là bị gì hết ha. Này. Đặc biệt cặp hàm này nè, quá ok luôn ha. Tuy cũng có dài vết xước đây ha, này ha, đó, vài vết nhuyễn nhuyễn ha. Đây. Đặc biệt cái hàm nó còn răng nó còn quá tuyệt vời ha nè. Okay. Này đang phân vân sơn màu màu biển hay là màu màu rêu lại cho nó của nó thôi. Còn mấy cái chỗ nhỏ nhỏ này chút mình lấy cước 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 nhỏ mình đánh tay sơn. Đẹp ha. Em này cũng khá mọi người. Này nửa muốn sơn màu xanh biển, nửa muốn sơn màu màu lại màu riêng nó một riêu. Để suy nghĩ lại coi. Rồi, thôi. Để mình sơn lại nha anh em. Xong. Let's go. Ok anh em. Hoàn thành một công trình mới. Giờ mình ráp vô nha anh em. Này là một cái trò chơi thôi mọi người ha. Vừa chơi mà vừa có tiền. Niềm vui. Anh em. Màu đỏ nó không được đẹp. Anh cứ bảo quyết định sơn em nó. Con này hiếm lắm anh em ơi. Cái xây 75. Chụp chiếc mè còn ok lắm mọi người. Chiếc mè đẹp. Cái hàm 75 nó làm cái khoen này chất lượng.
Ok. Ok mọi người, quá đẹp.
Rồi, thế là xong rồi. Quay ra vô có nó ok không ha? Lại lượng ghế cao xíu nha anh em. Rồi ok mọi người. Sao rỉ mọ ngày trời. Nó không có đâu anh em ơi. Mấy tiếng hồ thôi. Tại mình chờ cho nó sơn nó khô. Hàm 75 anh em ha. Unique. Mặt đe còn rất đẹp, nói chung con auto này còn quá đẹp luôn em, còn rất đẹp. Còn cái đồng tiền chặn hành trình mình đã sơn đỏ rồi ha, mình đã sơn đỏ cái đồng tiền cho nó tuyệt vời luôn. Ok. Rồi, Quý Bảo xin chào tạm biệt anh em. Cảm ơn anh em đã xem kênh. Bye bye.